Chào đón quý vị đang đến với chương trình dự báo thời tiết cùng với đài truyền IBC TV trong ngày Chủ nhật hôm nay ngày 18 tháng 2 năm 2024 nhằm ngày 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Bắt đầu mình đang xin kính gửi lời chào trân trọng nhất cùng với đài truyền IBC TV. Ngày hôm nay khu vực Lido Sài Gòn trong ngày Chủ nhật trời có âm u mây mù và ban ngày và đêm ngày hôm nay với 60% cơ hội có mưa vào buổi tối. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày giữ ở mức vào khoảng 65 độ, giảm xuống vào khoảng 54 độ cho buổi tối ngày hôm nay. Bình minh sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ 33 phút sáng, hoàng hôn vào lúc 5 giờ 39 phút chiều tối. Độ ẩm trung bình vẫn giữ ở mức khá cao, thay đổi từ 75% tăng lên đến 89% cho buổi tối ngày hôm nay. Sức gió đi qua khu vực này di chuyển từ hướng Nam Tây Nam vào ban ngày với cường độ 8 dặm 1 giờ, từ hướng Nam Đông Nam cho buổi tối ngày hôm nay vào khoảng 4 dặm 1 giờ. Và chỉ số tia cực tím vẫn giữ mức vào khoảng 4/11. Điểm qua thời tiết cho ngày mai, ngày thứ hai đầu tuần, nhiệt có phần giảm nhẹ. Thời tiết âm u và mây mù với trời có 70% cơ hội có mưa trong ngày mai. Nhiệt độ cao nhất cho ngày mai vào khoảng 62 độ cho ban ngày, 55 độ cho ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này trong ngày mai từ 5 tới 12 dặm 1 giờ từ hướng Nam Đông Nam vào ban ngày, hướng Đông Nam vào ban đêm. Và ánh mặt trời ngày mai sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ 33 phút. Sau đây xin mời quý vị đến với thời tiết ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Cùng với đài truyền IBC TV, mình đang kính chúc cho quý vị và những người thân yêu có một ngày Chủ nhật thật nhiều sức khỏe và thật nhiều an lạc.